Chào tất cả bà con. Người Tây Nguyên xin gửi đến cho bà con một miếng đất là 1 hectare 1. Đây là con đường vào này bà con. Đấy, con đường vào. Còn mình đi thẳng từ đây đi ra ngoài kia là 300 mét đường. Đường cấp phối là tới đường bê tông nhé. Liên xã. Đây, có một cái nhà rẫy tạm này bà con. Nhà rẫy tạm này bà con nhé. Giếng, hồ, điện đầy đủ. Đấy, nhà rẫy tạm đây, bà con mua vào là rất là ok. Đây, điền đấy. Cách khu trung tâm mua bán là chỉ được đúng một cây số thôi. Rất là thuận tiện. Đây, cà đây chuẩn bị một tháng là thu rồi. 1.000 cây cà nhé bà con. Này, cà phê này. Chủ nhà vừa mới âm bồn này. Đấy. Trái chuẩn bị chín hết rồi bà con này. Đấy. Rất là đẹp. Bà con mua vào là để cho bà con thu luôn. Quá ok luôn. 1.000 cây cà phê. Và 300 trụ tiêu. Còn một số trụ tiêu chết rồi thì cũng bỏ qua luôn. Chắc lòng nhổ luôn rồi bà con. Làm hàng rào. Đấy, cà phê rất là đẹp. Giá rẻ. Đấy, quá ok nha bà con. Đây, chủ nhà âm bồn hết rồi. Quá đẹp luôn bà con. Giá bán công khai là 360. Để lại tất cả cho bà con thu luôn. Sổ đỏ đầy đủ. Đấy, quá đẹp. Chủ nhà đang vay ngân hàng là 150 nha bà con. Đấy, bán hết tất cả 1 hectare 1 này là có 360 triệu thôi. Bìa đỏ đầy đủ nha bà con. Này, đất đỏ Ba Gian này. Đấy, quá ok. Quá đẹp luôn bà con. Đấy, toàn bộ trồng hết cà phê rồi. Còn tiêu này. Bà con thấy tiêu chưa? Làm một mảnh vườn rất là bài bản nhá. Bà con mua vào chỉ việc thu và trồng xen cây ăn trái vào nhá. Đấy, quá ok luôn. Một mảnh vườn rất như ý. Quá đẹp. Đấy, bà con xem. Giá bán công khai là 360 triệu. Đây, chủ nhà có sen mới trồng cây sầu riêng rồi bà con. Đấy, mình những cái ngã tư này mình có thể sen cây ăn trái vào là rất là ok. Đó, quá đẹp luôn. Đấy, một cái vườn, mảnh vườn rất giá trị. Đấy, bà con xem nhé. Đất rất là đẹp. Có điện, ao hồ đầy đủ. Đấy, cà phê lá đẹp chưa? Một vườn rất là ok. Đấy. Đấy, mình đây là đang đi cho bà con coi. 1.000 cây cà phê. Và 20 cây mít nha bà con. Đấy, trụ tiêu đấy. Đây là ranh giới của mình rồi. Cà phê đây. Còn bên này bắp là của người ta nhé. Đấy. Đất rất là đẹp. Bà con mua vào là thu luôn. Bên cạnh cái chuối đấy là của người hàng xóm nha bà con. Đấy. Hàng xóm là có hồ đây này. Hồ nước của hàng xóm đấy. Đó. Ngoài chuối là hồ nước của người ta. Rất là vi vu nước. Còn hồ mình ở ngoài đường. Quá ok. Nước chảy. Đây có con suối cạn đây. Một miếng đất rất là như ý bà con ạ. Mua vào quá ok luôn.
mua vào bà con vừa thu tiêu vừa thu cà phê. Đây bên cạnh đây là có ruộng nữa này. Đây ruộng của người dân đang làm đấy, con thấy chưa? Đây còn vườn cà phê của mình, rất thẳng hàng thẳng lối, đất rất là đẹp đấy, quá ok luôn. Bà con mua vào là chỉ có việc thu thôi đấy, nguồn nước thì đảm bảo, bà con nó mua vào cũng phải suy nghĩ gì hết cả. Đấy, ranh giới rõ ràng. Bà con mua vào là quá đẹp nha bà con. Mua vào là mình chỉ có việc thu thôi. Rồi chăm sóc trên cây cà của mình. Rất là ok. Đấy, quá đẹp chưa bà con. Một mảnh vườn rất là như ý. Chủ nhà đã đào bồn rồi, ướp xanh rất là kỹ. Đấy, đất quá ok luôn bà con. Chủ nhà có xen một số ít cây sầu riêng vào đấy. Mình mua vào một mảnh vườn thì rất là như ý nha bà con. Đấy, quá ok nhá. Đấy, đất của mình đi dài ra đến tận ngoài kia luôn. Đây là ngày xưa chủ nhà trồng chanh dây đó. Đó. Đây là cà. Sau này. Cà này được 4 năm rồi. Đấy, quá ok rồi bà con. Đấy, có trụ tiêu để lại hết cho bà con luôn. Rất là ok. Một mảnh vườn rất là giá trị bà con. Quá đẹp. Đây, có một con suối của rẫy mình. Đây, ngay hàng xoan này là của người ta nhá. Hàng xoan này là của mình, mà bên kia hàng xoan là của người ta. Đấy. Đất rất ok, có một số cây bơ này bà con này. Bơ có 30 cây. Đấy, bơ đấy. Ở trên kia là nhà mình vừa mới vào đấy bà con. Đấy, cái nhà của mình đó. Quá đẹp chưa? Mình đang quay thì có khách gọi hỏi đất nên là mình phải tắt thôi bà con. Đấy, đường đấy là đường đi vào để bón phân. Đường đi vào bón phân nhé. Đấy, quá đẹp. Đấy, cà này. Cà rất là như ý đó bà con. Cà quá đẹp luôn. Đấy, vừa xung quanh là có suối, vừa có hồ tưới cà phê, cái nhà của mình đấy. Đấy, mình quay bao quanh cho bà con coi. Đất rất là đẹp. Còn cái xoan là của người khác nhá. Cái xoan là của người dân. Đất của mình qua bên cây xoan là của người ta. Đấy, quá ok. Đất rất là đẹp. Giá bán là 360 có thương lượng nha bà con. Giá có thương lượng đấy. Đây mình đi quay hồ cho bà con coi. Đấy.
bên kia là của người ta đấy, ranh giới rất rõ ràng, đất rất là đẹp đấy. Quá ok luôn. Có nhà rẫy tạm, bà con mua vào là kết hợp chăn nuôi, trồng cây ăn trái, có cà phê nữa. Là có một mảnh vườn rất là như ý đó bà con. Giá cả là rất là rẻ, phải chăng? Đấy. Đấy, bà con mua có gì ủng hộ cho người Tây Nguyên nhá. Liên hệ và đăng ký theo số điện thoại 0976660424 để được tư vấn cụ thể hơn. Đây là cái hồ nước của gia đình mình luôn này. Thấy quá đẹp chưa? Nước giếng ống để lại toàn bộ, máy để lại cho bà con luôn. Tha hồ tưới nha bà con. Đấy, quá ok. Đường vào rất là thuận lợi. Đường vào 5m nha bà con. Đất rất là đẹp. Đấy. Có gì liên hệ cho người Tây Nguyên nhé bà con. Đấy, quá ok. Một mảnh vườn rất là như ý. Giá cả phải chăng? Nói chung là quá rẻ rồi bà con. Đấy, cây sầu riêng đó. Sầu riêng chủ nhà mới trồng vừa rồi. Mình xen canh xen cư. Rất là ok. Quá đẹp. Đây cà phê đây. Mua vào là có nguồn thu luôn. Quá đẹp nha bà con. Đây giếng nước đây. Giếng để mình sinh hoạt trong rẫy của mình đây. Đấy. Quá ok. Rất đẹp. À con có gì nhớ nhấc máy và gọi điện thoại cho người Tây Nguyên nhé. Đất tại vùng xã của huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Một mảnh vườn rất như ý nha bà con. Thân ái chào bà con.